Giá chứng khoán ở Trung Quốc và những thị trường khác ở châu Á sụt giảm mạnh trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2016, kéo theo sự sụt giảm ở những thị trường châu Âu. Chứng khoán của Trung Quốc đã sụt giảm gần 7%, khiến thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến phải ngừng giao dịch. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 3% lúc đóng cửa ngày giao dịch và chỉ số hàng sinh của Hồng Kông giảm hơn 2,5%. Trong khi đó, chỉ số DAX của Đức giảm hơn 4% và chỉ số FTSE tại London giảm hơn 2%. Các số liệu yếu kém về sản xuất của nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới là lý do chủ yếu dẫn tới tình trạng giảm giá mạnh, cộng với căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Giá dầu thô tăng lên trong ngày thứ hai, chủ yếu là do những lo ngại về mối quan hệ song phương căng thẳng giữa Ả Rập Saudi và Iran.